À dạ chú Phạm hỗ trợ cho em cháu. À con, cho chú hủa xíu. Chỗ mình có bón điện thù không con? Dạ có, điện thoại đủ loại chú nè, chú qua iPhone, Samsung, hoa Oppo, hoa là Redmi chú à. Máy điện thù cũng ấn không mà không có cái bàn phím cục gạch à? Dạ bàn phím cục gạch bên đây con mời chú qua đây chú nè. Dạ, chú đúng. Cho đầy đủ luôn hả? Dạ. No. Mình bón điện thoại này đồ mình có bón dây sọt đồ không? Dạ có dây sọt, chú mua sọt Samsung, Oppo hay là iPhone chú ơi. Ý là hủa là bón điện thoại là bón cày dạ. Bộ sọt theo dạ. Luôn á hả? Dạ dạ. À. Mà lỡ như mình không dùng cái bộ sọt nó có cái chi? Có bộ sọt chi dự phòng dạ, gì đó. Dạ có cháu chú cục sọt dự phòng bên đây chú này. À đập quá hê chi cũng có hết. Tai nghe có không cậu? Dạ có. Đôi khi mình nghe nhột. Dạ có tai nghe luôn chú mua tai nghe loại chi cũng có chứ chú tai nghe chú này. Đà. Mình dón cường lực có không? Dạ có dón cường lực không? Đủ loại chú. 10, 20, 30, 40, 50 loại chi cũng có hết. Rất là bón điện thoại chứ không có bón loa đúng không? Lồn chỉ có bón dạ, loa. Dạ loa nè, loa chú đi vô chú không thấy à? Loa này loa quá trời rồi chú nè. Loa nè. Loa to không chứ không có loa mini, loa nhỏ. Dạ có loa nhỏ, loa mini chú nè. Chù cho đầy đủ quá he. Dạ. Tiệm như ri mà bón đầy đủ không thiếu chi á. Dạ. Ý là chú cũng ưng hủa mà mình không cần cái loa, mình cần cái mic mà kết nối hot luôn được không? Dạ có chú này, cái này 99 ngàn chú nè. Có hết luôn á hả? Dạ. Mà đài chú xíu nghe, cho chú đi nhờ vệ sinh xíu cái rồi cái con chú hủa cái con tư vấn cho chú nghe. Dạ dạ nhờ vệ sinh đi thẳng á chú. Rồi rồi chú cảm ơn. Nhẹ ngư luôn đó con. Dạ. Mà này con không cổ nghe. Chứ nãy chú đi ngoài đường mà trời mưa mà đa bụng quá cái đồ cũng không biết đi chỗ mua vô đây nhào cho mà không biết cái cao mở miệng ra là chẳng lẽ vô sinh liền thì cũng kỳ nên chú hủa cho con vui rồi chú lái cớ chú đi vệ sinh con không cổ nghe. Chú đi cái đó chú cũng mơ nghe. Dạ. Chơi nhẹ ngư rồi khỏe rồi. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá à.